Chào mừng trở lại với channel của mình là Ryan Lê. Và hôm nay mình trở lại video cực kỳ hấp dẫn, đó chính là tiếp tục chuỗi series up đồ của Anibai. Thì Anibai hiện tại đã mở cấp phải nói là 139 rồi. Thì up đồ thì phải nói là hơi bị tốn kém, bữa giờ tốn cũng phải 300-400 triệu rồi. Thì hôm nay mình sẽ up tiếp tục cho anh là up kinh mạch nha anh em. Thì kinh mạch cũng là một cái tính năng mới ở trong cái tựa game kiếm thức Origin Vinci này. Thì anh em thấy là up cái kinh mạch này ấy, thì theo mình được hiểu sơ thì sẽ là các bạn khi mà up ba cái này trong một cái kinh mạch này, giống như trong cái thượng này, trung, hạ sẽ có một cái ba cái mạch phụ. Khi up ba mạch phụ mình lên chung một màu thì nó kích hoạt thuộc tính ẩn nha. Thì theo mình là như vậy. Thì trước khi vào video là phút quảng cáo của mình, là bên mình có bán thẻ xin rẻ các bạn tự nạp survey vận hàng lên tới chiết khấu 9%, và mình sẽ nhận up bì fan hoàn trả full. Thì fan chỉ với 1320 cũng như là nhận bán kim long on server này với giá 221k, cũng như thu mua lại khí linh kim long của anh em nếu anh em không chơi game, hoặc là bán khí linh lãi. Và nếu anh em cần mình trung gian đóng tin tất cả những sản phẩm của Vinzy thì cứ liên hệ mình, và đừng quên like, subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái kinh mạch này. Thì kinh mạch này các bạn thấy là úp phải nói chung cũng hơi tốn đấy. Thì ở đây anh úp được hai cái màu vàng rồi. Bây giờ úp cái nguyệt quang nguyên lên này anh em. Đây, cái úp nguyệt quang nguyên lên thì cái này anh em biết rồi. Thì tốn nhất đó chính là cái ngưng trăm này các bạn sẽ có được ở trong cái phó bản nghĩa quân. Phượng tiêu khổng tước hà mở đá kinh mạch. Đây cũng hơi khó kiếm đây. Còn cái kinh mạch này thì khỏi phải nói rồi, các bạn hãy mua bằng cách tự động hồi phục bán hộ mạch phù. Ok. Ok anh em đây, hoặc là anh em có thể mua mạch khí đơn tùy mọi người. Đây bây giờ thì mình sẽ sung huyệt chảnh đi. Để coi cho mình số, hôm bữa up 2 lần chảnh hơi bị su thì hôm nay up hên để coi. 1 lần, 2 lần, 3 lần. Đấy. Đấy. Ừ. Ý tính là cũng dễ anh em ha. Cái này up dễ ứng nha nè. Cái này up dễ ứng nhiều, hay là mới đầu nó dễ anh em, chứ hồi xui nha. Đáng lẽ mình xui giờ 300 cái. Thấy chưa? Đâu phải xui hoài đâu anh em. Ai đó cũng phải cho mình thấy đi, tu luyện tối đa này là 20-477 nhiêu đây là cũng kinh rồi. Nói chung kệ đi. Nha, tối đa nhiều quá thì nó hơi tốn kém. Để mình up hơn bên Nguyệt Đốc Mạch chẳng đi. Đốc Mạch đây. Mấy cái tím này nè, up hơn từ từ anh em. Up mấy này lên vàng trước đi. Mình up lên vàng trước cho anh Anibai đi, xong rồi quay lại up mấy kia lên mát luôn. Ok. Từ từ thôi anh em, có gì đâu mà gấp gáp làm gì. Hồi sinh lực mỗi nửa giây hơi bị xịn nha. Cái này là hơi bị trâu luôn ấy. Main top bây giờ ai cũng có hồi sinh lực mỗi nửa giây anh em. Bình máu bây giờ bơm đâu có bằng. Trời, hết cái này luôn. Ây à, tốn tiền mua dưới đây. Mua 20 cái đi. Cái này 10 cái đi, mua 10 cái đi. Mỗi lần 10 cái, úp cắn lên cái. Này, cắn lên cái anh em, cắn vô. Một. Này, đáng lẽ xui tới nỗi núp không lên nổi. Ít ra cũng phải lên 3 vòng chảnh chứ. Mất công mang tiếng xui anh em. Anh em hôm bữa thấy mình núp đồ xong mà kêu phá úp xui. Mình thật sự là mình núp đồ trí tệ lắm chứ bộ đây thấy không? Quá trí tệ luôn. Lên được một cái anh em. Đúng trí tệ luôn. Đúng trí tệ luôn. Đúng trí tệ luôn. Rồi tiếp tục úp này. Nhánh thứ hai đi. Nhánh thứ hai tiếp tục. Lên cam. Cam. Ây à, bán cục thứ hai khó lên như vậy. Cục này nó bị không có bị đã thông kinh mạch hay sao à? Khó lên ta. Cục thứ hai hơi bị khó nha. Ây à, cục này bấm ra xì bộ sao không lên ta. Ê à. Mà úp cục dưới thì mấy cục đó đúng bị gì luôn á trời. Xuống cục dưới đi, cục dưới thấy có vẻ dễ hơn xíu nhờ. Cục chính giữa nó bị Superna sao nhỉ? Thiệt luôn. Con cục hồi tốn dữ trời. Tốn hơi bị nhiều nha. Vế rồi nha.
lên cái đi bồ, trời ơi, vừa phải thôi, làm gì căng như vậy, lên cái thôi, trời ơi hết luôn ngọn 52 thiệt chứ, không tin được luôn á, xui gì đâu, xui dữ vậy, lên cái nhanh, cái thôi, cái thôi, cái thôi, cái nữa đi. Ừ, trời ơi lên cái mà. Thì tại kêu lên cái chứ không phải kêu lên cái vàng. Khổ ghê trời, biết nãy kêu lên cái vàng, trời kêu lên cái thì nó lên đúng con cái luôn. Lên cái vàng, 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 lên cái vàng. Trời ơi, chịu luôn, hết luôn rồi em ơi, hết rồi em ơi. Nói chung một chịu luôn đi. Nói chung đợt sau mình sẽ làm những cái video khác về cái kinh mạch cho anh em nha. Thì mình xin kết thúc video ở đây. Thì nếu anh em thấy video mình hay quýt, đừng quên like, subscribe kênh. Và anh em đừng quên ủng hộ anh em ba này cũng như những anh em top server khác. Và anh em đừng quên mình có bán thẻ xuyên chiết khấu lên tới 9% bán kim long cũng như thu mua kim long on server nha anh em. Thì anh em cho anh em xem sơ sơ về cái cuối cuối đi này. Ok, thì mình xin kết thúc video đây. Chào mọi người, em còn trong video kia sao? Chào mọi người.